mạc tăng trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Chú ý đến lượng protein bổ sung cho cơ thể. Việc bổ sung các protein như đậu, quả hạch, hạt hay thịt gà trong chế độ ăn uống có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh và tối ưu. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no, giúp duy trì và phát triển cơ bắp. Tập luyện tăng cơ bắp. Cơ thể càng có nhiều cơ bắp, bạn càng đốt cháy được nhiều calo hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi. Bạn có thể thử bài tập rèn luyện sức đề kháng như nâng tạ hoặc các bài tập tim mạch như chạy bộ. Uống đủ nước. Nước rất cần thiết cho các quá trình trao đổi chất khác nhau, bao gồm quá trình tiêu hóa thức ăn và vận chuyển chất dinh dưỡng khắp cơ thể. Đặt mục tiêu uống ít nhất 8 đến 10 ly nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Ăn nhẹ có kiểm soát. Việc lựa chọn các món ăn nhẹ lành mạnh như sữa chua Hy Lạp hay hạnh nhân giúp quá trình trao đổi chất của bạn ở trạng thái tốt nhất.